là bả linh lắm. Bả nghĩ là dân chúng ở đây là thờ vượng, muốn giấy gian gì là bả đổ. Đó. Linh thiêng mà biết những việc trước là biết quá khứ gì ra. Linh hiển chỉ được quá khứ chuyện chưa đến mà biết. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Và sau lưng cô bác quý anh chị đó là mộ của cô Năm. Và theo sử tích lịch sử trước đây đó là mộ của bà Mạc Mi Cô. Bà là người con, là người cháu của Mạc Cửu và là con của Mạc Thiên Tích. Có sử tích kể rằng là trước đây thì bà mất năm khoảng tầm 13 tuổi. Và sau đó thì bà rất là linh thiêng. Trong khi bà mất thì để lại những lời sấm truyền về kho báu cũng như là những cái lời sấm truyền về về dòng họ Mạc. Và nói sơ về Mạc Cửu thì ông là một người Hoa, và ông đến đây ông khẩn quan ở cái khu đất Hà Tiên này. Ông là lúc đó thì ông là một người có thế lực rất là lớn ở đây, và ông có công đã mở mang ra cái bờ cõi Hà Tiên như thế này. Thì để biết thêm về cái người cháu của Mạc Cửu đó là bà Mạc Mi Cô. Ở đây thì người ta dân trong vùng tín ngưỡng thì người ta gọi là bà Năm. Và trong cái giai thoại của bà đó thì có rất là nhiều cái câu chuyện. Và người ta gọi bà là bà Năm lý do là bà rất là linh thiêng. Và những người dân á, từ thập phương đến đây, họ đến ngay cái ngôi mộ của bà để mà cầu xin những cái điều may mắn trong cuộc sống. Và để mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ đi lên cái khu mộ của bà Năm, nơi an nghỉ nha. Ở đây thì hôm nay là mùng 6 Tết và cái lượng khách mà đến đây rất là nhiều. Và từ đó thì cho thấy một cái sự linh thiêng ở nơi cái khu mộ bà Năm. Tôi là Nguyễn Văn Nhân, là năm nay là 65 tuổi. Chú đạp xích lô là cho khách đội trưởng của xe lôi Hà Tiên. Chú là sinh ra lớn lên ở đây là chú? Là ba đời. Chú có thể kể cho tụi con nghe về cái sự tích của mộ của bà cô Năm cũng như là Mạc Mi Cô. Mộ Mạc Mi Cô là bà hồi xưa bà nhỏ là nó khác. Còn bây giờ là bà lúc mà thờ mà chiến tranh mà xong mà tới chiến tranh đời giờ đó là bà linh lắm. Bà nghĩ là dân chúng ở đây là thờ vượng, muốn giấy gian gì là bà đổ. Đó. Rồi hôm mà lúc mà miên gõ vô đó, bà hiện hình lên là bà đỡ. Bà hiện hình thế nào chú? Là trên bầu trời ấy. Trên trời luôn trên kia. Nghĩa là khi nó pháo ra 1,000+ quả, bà đỡ xuống nước hết, xuống dòng sông là cứu Hà Tiên mình hết. Là lúc đó là chú còn nhỏ là chú. Tôi là lúc đó tôi là làm còn làm công an. Thì ngoài cái sự tích mà bà cô Năm hiện hình ra đỡ khi mà Pol Pot sang, thì chú còn biết thêm cái sự tích gì về bà không chú? Trước đây. Là tại vì mình lớn mình đi chuyện khi có chỗ nào mình biết thôi, rồi mình lấy bắt đạp tầm về nhập vô người gái khoảng chừng 9 tuổi vậy đó. Bà nói bà đỡ hết nổi rồi, giờ sụi hết tay rồi. Đó. Là mới lên trên bờ được 2-3 trái thôi. Bà đẩy xuống biển. Bà đưa luôn. Xuống dòng sông là Hà Tiên hết. Dạ. Bà là có quan hệ như thế nào so với ông Mạc Cửu chứ? Bà cô Năm là Mạc Ni Cô này là cháu nội của Mạc Cửu. Dạ. Là con của Mạc Thiên Tích. Dạ. Là tổng trắng về cái hình ở Hà Tiên mình nè. Dạ. Bà là mất năm nào hay chú hả? Bà lúc mất là còn nhỏ à. Lúc mà hắn chừng 80 tuổi gì đó. Dạ. Cái vụ gì là nghe mấy ông kia nói lại là bả linh quá, người ta sàn đấu chôn sống bả. Tức là hồi đó con nghe nói người ta bảo bả là yêu quái rồi. Đó. Tức là vì là ninh quá. Bả linh quá, bả giờ mà ai mà không trung thực là bây giờ là chết liền. Năm nào cũng lên tiếp làm mộ làm của ông Mạc Cũ á. Lúc nhỏ nhỏ đi leo như vậy á. Bà thì mất khoảng 5-9 tuổi theo chú chia sẻ. Đúng rồi. Kia, này mộ, còn này là cái đền thờ của bà. Dạ. Có người quản lý là nghe muốn gì người ta năm nào người ta đọc cho mình nghe luôn. Ở đây có đông người đến không chú? Đông. Ở đây là đừng có nói ngày nào hết chứ.
Ngày nào người ta cũng đến chứ không nào cũng có chứ. Tại vì nghèo khổ ở đâu về giá giang là làm ăn được là lên đây cúng kiến hoài. Tới dỗ bà là một người này người kia hùng tiền lại người ta gom góp là. Dỗ là ngày nào chú? Dỗ là ngày 29 tháng 9. 29 tháng 9. À, ở trong đây có người quản mộ không chú? Có. Có một người quản mộ hả? Có người quản mộ mà. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi, năm bao nhiêu tuổi hả chú ha? 70 à. 70. Chú làm quản mộ bà năm nay bao lâu rồi? Cũng làm năm 97 tới giờ. Mình có liên quan gì đến dòng họ Mạc không chú? Tôi à. Dạ. Dạ. Tôi không có làm nhân viên của di tích này. À, không biết ở Hà Tiên này có còn con cháu nhà họ Mạc không chú? Con cháu họ Mạc còn ở bên Hà Tiên là cháu gái cháu ngoại, là tất nhiên là đời thứ 7 của Hà Tiên đây là bà Mạc Nam Hương đó, là đời thứ 7 là nữ, là cháu ngoại cháu gái. Còn cháu con của cũng như họ Mạc á, con Mạc không Du mà không Tây rồi đó, là ở Cà Mau. À, sao lại về Cà Mau chứ? Không, bị gì ông Mạc cũ, ông khai quang phục hóa dùng đất đai từ Hà Tiên dài tới Cà Mau, à, Cần Thơ. Dạ. À, đó, thành chú ra, sao người ta gọi bà là bà Năm chú hơn? Bà cô đây thì bà là con của tổng binh đại đốc Mạc Thiên Tích, là tất nhiên là cháu nội của khai trấn mất công Mạc cũ. Ông Mạc cũ là ông nội, còn Mạc Thiên Tích là cha của bà cô. Thì Mạc Thiên Tích sanh ra là Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Sanh, Mạc Tử Thêm là ba người con trai. Và đến đây Mạc Mi Cô là nữ, là bà cô thứ năm. Bà chỉ linh thiêng mà biết những việc trước là biết quá khứ gì lai. Linh hiển. Sao chuyện, biết được quá khứ? Chuyện chưa đến mà biết. Sao biết được? Bởi vì bà linh thiêng mà bà đoán biết những việc trước, thành ra bà mới báo cho cha là nói cha có đi không có về. Tất nhiên cản cha khi đi trận. Thì bị Ninh Thần ghét, Ninh Thần nói là bà nhỏ mà cản ngăn việc nước, có tội phạm thượng khi quân. Mà ngày xưa là bị Chu Di, cũ tộc là chính họ mà tam tộc là ba họ đó. Vì lẽ đó mà cha sợ, Ninh Thần tâu lên mì rua buộc tội. Ông về gia đình tính gấp 3 ngày và xuống lệnh chôn hướng Tây Nam là chôn hướng mặt trời lặn và sau mặt hậu của núi Bình Sang. Tất nhiên là hy sinh một người con để cứu gia tộc á. Có vậy thôi. Tức là bà bị cha giết chết ạ? Không phải cha giết mà cũng như là cha sợ vua bắt tội. Cũng như là Ninh Thần tâu lên trong triều vậy đó. Thì cha sợ vua. Thành ra ông, vì lẽ đó mà ông hy sinh một người con mà để cứu gia tộc. Đó, có sợ cô Chu Di cụ tộc hay chú? Chu Di cụ tộc. Thì khi đó là bà báo cho cha biết trước là cha có đi không có về đó. Thì khi mà xuống lệnh cho ông bà là ngày 29 tháng 9 1763 là hy sinh một người con để cứu gia tộc đó. Thì chỉ sau 6 ngày sau là ngày mùng 5 tháng 10 cha cầm binh đánh với Xiêm là Thái Lan đó. Thì ông bị lọt vào vùng dây giặc Xiêm. Tất nhiên là khi mà ông qua bên Xiêm là bên Thái Bình đó, thì ông thất trận, coi như lọt vào vùng dây của giặc Xiêm. Thì lúc đó ông nhớ lại cái lời khuyên của con có báo trước, rồi thất vọng là tưởng tiếc là ông tự sát. À, vậy là lúc đó thì ông Nguyễn Phúc Chung. Cuối thời Triều Nguyễn phải là. Cuối thời Triều Nguyễn. Đúng rồi. Thì ông này, ông kêu ông Mạc cũ á đi đánh đặt. Đánh ra dây Xiêm. Đánh ra Xiêm. Là Thái Lan á. Thái Lan á. Thì lúc người có bà Năm này bà mới cản cha. Bà làm sáng cản cha không cho đi. À, cản cha. Thì đó thành ra bị Ninh Thần tâu. Tâu với vua. Dạ. Sợ giết. Là lúc bà mất là năm bao nhiêu tuổi ông? Sanh 1750. Mất ngày 29 tháng 9 1763 là 29 tháng 9 âm lịch đó. Là bà 13 tuổi. Dân gian truyền đó chú,
Trong cái sử truyền á là bà có làm một cái bài, hai bài sấm lột. Một là cái bài sấm là sự ra đi của cha trước khi cha bị xin bắt, hai là cái bài sấm kho báo, là có không chú? Cái đó không hiểu rồi. Tức là cái kho báo nhà họ Mạc cái chú không biết rồi. Cái đó ngoài cái sự tích đó thì sau khi mà ba của bà chôn bà thì bà hiển linh như thế nào chú? Thì khi đó là cũng như là bà báo cho cha thì chỉ có sau 6 ngày là cha bị thất thủ, thất trận. Dạ. Còn sau này giờ giờ thấp nha. 10 cây này. Sau này nhiều quý khách thập phương đến đây mà cầu nguyện về gia đình cho cha mẹ già được nhiều sức khỏe, sống trường thọ với con cháu đó. Với cầu nguyện cho công ăn việc làm, mua bán được thuận lợi, có tiền bạc dồi dào để cất nhà cửa ở, cất nhà đồ ở. Hay là cầu nguyện về cho con được thông minh học giỏi mà thi đậu đỗ đạt thành tài. Đó, cũng có nhiều khách được thành công rồi đến đây tạ ơn bà. Họ tạ ơn thế nào chú? Tạ ơn là cũng như khấn gì thì người ta trả lễ đấy. Khấn gà, vịt hay hoa quả trái cây, bông hoa. Còn mà có khi cô bác khấn heo quay thì người ta trả lễ heo quay. Ờ đó, có vậy. Đây vào mùa tham quan thì khách đi từ lúc Tết của mình là từ đêm giao thừa. Đêm giao thừa dài tới mùng 1 Tết tới hết tháng 4 dưới chùa Bà Châu Đốc, tới qua tháng 5 cỡ khoảng 5 tháng đầu năm là về mùa tham quan. Cái bản tên là Mạc Mico đó. Nó có cái bản tên đó. Em nghĩ người đó giờ đây luôn chú hả? Thì chôn đây rồi đó, giờ là bà mẹ xây dựng cái lăng mộ này cho con là bà cô đây bằng ô dước. Bằng ô dước á, là tất nhiên là trào đó là chưa có chế tạo xi măng, chưa có EK. Ô dước là cái gì chú? Ô dước là cái kêu cây, cây tên là ô dước, mà cái cây đó người ta sẽ lột vỏ nó ngâm vô cái lu nước hay cái hồ nước đó. Là cái vỏ cây đó nó sẽ có cái nước nhớt kẹo, có cái nước nhớt cái vỏ đó nó ra, rồi người ta mới múc trộn với cát đá vôi và đường chảy là kêu đường thùng đó. Mộ của bà thì nó cấu tạo thành sức cứng á. Con thấy mộ của bà thì rất là lớn. Mà trước đây là vậy luôn hay sao chú? Hay là sau này thì mới trùng tu làm lớn? Không phải chú... thì có cái dòng huynh đây sát đây là lớn mộ nè. Dạ. Sau này người ta sẽ khai quang ra. Hay là cứ nhiên là mở rộng, mở rộng ra thêm vậy thôi. Chứ không, di tích thì vẫn để y cũ, vẫn để nguyên vậy. Dạ. Tới cái này cũng bằng ngu dước nè, còn không còn. Đó thì nha, cái khi nó bị bể đó, cái cát nó vàng vàng ở trong đó là có đường thùng đó. Cái cát nó đó, chỗ bé nó đứng lên đó có cái bể lỗ đó, có vàng vàng đó là có đường thùng rồi. Có vậy ha. Dạ cảm ơn chú. Rồi qua đó. Dạ. Tên là để bằng chữ Nho, mà cái đó dịch ra cái chữ Việt mình là tiểu thơ Mạc Mi Cô Một. Cái này là tiểu thơ Mạc Mi Cô Một. Dạ. Đây là do lúc đó thì do mẹ của bà cắt luôn. Cái này người từ ngày xưa lắm. Khi bà mất là để mộ bia này từ ngày xưa tới giờ không có thay đổi gì hết à. Dạ. Đó. Còn đây nè. Tiết Thịnh Minh năm Nhâm Thìn. Cái hàng chữ từ trên xuống nha. Quay từ trên xuống mấy ấy. Dạ. Đây nè, Tiết Thêm Linh năm Nhâm Thìn là năm trùng tu mộ 1952. Dạ. Đó vậy. Bà tu năm Mạc Mi Cô Hà Tiên á. Số 3 là số gì chú? Số thứ tự. Thứ tự là ông Mạc cũ là số 1. À. Ông nội á là số 1. Còn đó đi ở đây là bà cô là số 43. Là mộ số 43 của lăng mộ thứ 43 của dòng cũng rồi người mất thứ 43 hay là sao? Đúng rồi, thì nghe nói là cái số này là đánh theo số thứ tự trong cái ngôi mộ. Đúng rồi,
ông mộ tính tính không luôn cả quan tướng luôn ngôi chứ không phải con có nghe kể con với lại anh Trí có nghe kể là trước đây mà khi mà bầu bọn bon bót sang đó chú thì bỏ bom rất là nhiều và bà hiển lên lên bà đỡ để mà dân chúng được an lành có không chú? Không, cái này như vậy cũng như khi mà về bọn bót là kêu Khmer Đỏ là pháo kích là pháo không nhớ ngày tháng rồi bị gì là nói là pháo qua vào ban đêm mà từ 10 giờ mà tới sáng luôn rồi bộ đội nó của ấy nó mới là đi bằng đường bộ sang qua bên đây núi Diễn Tượng rồi núi Lăng rồi nè trên Ao Sen đó là cũng như pháo vậy mà bà Linh Thiên thì độ cho bom đạn không có rớt trên cái đất liền, không có rớt trên đất liền ở khu vực của thị trấn Hà Tiên, hồi đó còn thị trấn là không có rớt trên đó mà rớt ở ngoài sông thì nhiều, có mấy trái là rớt ở mé chỗ pháo đài thôi, đó, có ít trái pháo nó rớt ở chỗ mé pháo đài thì cũng có thiệt hại vài hộ ở chỗ đó. Đó, có vậy thành ra nói là bà cũng như Linh Thiên mà đưa đẩy không có bom đạn nó không có rơi trên cái phần đất liền đỡ chết dân lành của thị trấn Hà Tiên có vậy.